Xin chào tất cả các bạn. Trong thời điểm hiện tại á, khi mọi người đều phải ở nhà thì mình nhận được rất nhiều những cái yêu cầu như là làm cách nào để có thể build bộ máy văn phòng giá rẻ, siêu rẻ, hoặc là nói chung là rẻ đến mức không thể tưởng tượng được nữa, mà phải gồm cái phím chuột, màn hình rồi cái tai nghe luôn. Thì ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn một bộ máy văn phòng từ hậu sau dùng những linh kiện như là qua sử dụng nhưng mà nó có thể đáp ứng được mức giá của các bạn. Rồi bây giờ mình hãy cùng tìm hiểu xem bộ máy này sử dụng cấu hình thế nào và nó có những cái kiểu như là thương hiệu gì nha. Rồi, mời các bạn xem video. Rồi, mình quay trở lại ở đây. Đầu tiên á là mình sẽ nói về cấu hình của bộ máy. Bộ máy này mình sử dụng chip Pentium G1840 socket 150. Kế đến là chiếc main ECS H81. Chiếc main này có thể gọi là quá nổi tiếng ở ngôi sao rồi. Tại sao? Mức giá cực kỳ rẻ. 290.000 đồng các bạn có một chiếc main gọi là như mới mà có thể chạy được cái Xeon E3-1231V3. Nó cũng là cái main mà hôm trước mình thử cái bộ máy mà test với cái cấu hình 1231V3 ấy. Đây, nó đây. Rồi, cái đến là RAM. RAM thì mình có hai cây 2GB DDR3 đủ cho bạn 4GB đủ tác vụ như là văn phòng rồi YouTube rồi Excel, Word. Đó, đầy đủ. Rồi, tiếp theo là một chiếc màn hình Dell. Ồ, đây, chiếc màn hình Dell đây, Dell Renew. Chiếc Dell này á, nó có hai cái cổng kết nối là DVI và VGA, đều là chuẩn kết nối mà các bạn có thể tìm được bất kỳ chiếc máy nào. Nói chung nó phù hợp với những cái kiểu như xuất hình onboard. Cái đến là chiếc bàn phím Dell cơ bản như vậy. Một con chuột Rabu và một cái với tai nghe Wilen A6. Nói chung á, đây là một bộ máy hoàn toàn kiểu đáp ứng đầy đủ mức giá gọi là ngon bổ và rẻ. Dưới 3 triệu đồng có thể lướt web về văn phòng, bạn có thể xem YouTube hay thậm chí là cho con cái học hành online. Đấy, đây là điều muốn chia sẻ với các bạn. Rồi, cái phần video này là phần hướng dẫn các bạn cách cắm dây. Cái việc này nó khá đơn giản với nhiều người, nhưng không phải ai cũng có thể biết như vậy. Thành ra thường xuyên có những câu inbox, nên hôm nay mình sẽ làm việc kiểu như là hướng dẫn các bạn luôn. Khi các bạn nhận bộ máy á, các bạn sẽ thấy á, nó như vậy nè. Một đống dây. Rồi, đây là cái màn hình nãy mình nói. Rồi, đây là sau đuôi bộ máy. Ở cái màn hình á, các bạn chỉ cần đảm bảo hai cụm dây cho mình thôi. Nếu một cái màn hình bình thường, đó là một cái dây nguồn. Dây nguồn nằm ở đây và cái dây xuất hình. Dây xuất hình á, thì bạn chọn cái loại dây mà nó phù hợp với cái main. Như ở đây á, mình có dây DVI thì mình sẽ cắm dây DVI. Đây, mình sẽ cắm dây DVI trước. Đó. Rồi, dây nguồn là nó thường như vậy đó các bạn. Cắm vô. Rồi, sau khi mình cắm dây màn hình xong á, mình chỉ còn kết nối vô cái thùng máy tính thôi, cái thùng như vậy nè. Bạn sẽ thấy á, thường á, những cái máy sẽ có hai cái chỗ mà gắn lắp nguồn, là ở trên hoặc ở dưới. Mình chỉ việc gắn cái dây nguồn vào thôi. Đây, gắn cái dây nguồn vào đây. Rồi, cái dây còn lại á, nếu các bạn xuất hình bằng onboard thì bạn phải cắm lên main. Còn nếu các bạn mua máy có card màn hình rời thì bạn phải cắm vào card màn hình rời mới có thể xuất hình được. Mày các bạn nên chú ý nha. Đó, mình cắm nó vào đây là xong. Còn với dây của cái tai nghe á, các bạn sẽ thấy thường nó sẽ có màu xanh hoặc màu hồng. Xanh á là headphone, còn hồng là mic. Trên cái main á nó cũng có màu sẵn cho các bạn luôn. Các bạn cắm đúng vào hai cái lỗ đó là được. Với trường hợp á, các bạn thường hay hỏi như là cái dây của tai nghe màu đen thì dễ không biết gắm làm sao á, thì các bạn cũng phân biệt ở trên đó thường cái có ký tự hình headphone á thì bạn cứ cắm vào cái lỗ màu xanh là xong. Rồi, nếu còn ai xài tai nghe mà USB á thì cắm vào lỗ USB luôn, nó cũng như mọi thứ đơn giản. Còn phím chuột đơn giản quá rồi, USB cắm vào là xong. Rồi, đó là xong cái phần hướng dẫn của mình. Rồi, theo điều nữa là nếu sau này các bạn có muốn nâng cấp VGR á thì các bạn chú ý cho mình á, nhất là cái công suất của cái nguồn các bạn có đảm bảo được hoạt động ổn định của VGA hay không. Cái này nếu các bạn không biết á, các bạn thì inbox hỏi cho cái đội ngũ thông qua sao hỗ trợ các bạn. Đây, mình sẽ gắn vào đây. Thường á, bạn sẽ cắm một cái khe PCIe 16 như vậy. Rồi, gắn vào xong bạn bắt vào ốc vô đây là xong. Như nãy mình nói á, nếu các bạn có cảm hình rời thì khi bạn gắn vào á thì cái cổng á xuất hình trên đây á, trên main nè, không xuất hình trên main nó sẽ bị vô hiệu hóa. Các bạn chỉ việc gắn nó lên cái con VGA như vậy là xong. Các bạn để ý nha, những cái mà máy có cổng mà của cảm hình rời á thì thường nó sẽ nằm dưới đây. Các bạn chú ý hai phần này cho mình, hoặc trên đây hoặc dưới đây. Nếu dưới đây có thì phải cắm dưới đây. Rồi, đó là phần chia sẻ của mình.
Rồi, nãy giờ mình đã giới thiệu các bạn xong. Bây giờ mình sẽ làm một vài tác vụ như là Word và bật YouTube để các bạn coi cái trải nghiệm của bộ máy như thế nào. Rồi, mời các bạn xem nha. Rồi, và đó là những mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và share. Còn nếu các bạn có thắc mắc gì á, thì hãy liên hệ với Thật Ngôi Sao để được đội ngũ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Link mua hàng mình sẽ để bên dưới kèm theo những cái quà tặng khuyến mãi của bộ máy này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn các bạn trong video tiếp theo.